Hello, xin chào các bạn. Mình là Waterbot Fun đây. Hôm nay cuối tuần rồi. Làm vài ván cho vui nhờ. Hôm nay mình chơi đạn nổ. Trong trận này thì mình đánh giá thì không được thỏa mãn cho lắm. Nhưng mà có những trận hay hơn mà mình quên không ghi lại. Chương trình này ngày đánh cũng được thôi, không xuất sắc gì thôi, coi đỡ nha, mai làm hay hơn nha. Dùng máy này hôm nay hơi lắc nhiều, lúc này như có mập cắn cáp hay sao mà cái gì khó chịu ghê. Châu rón rén trong đất sau lưng mình, họ cái tiếng cái đầu ra tôi lú hơn nữa, người nó phang cái gì lại đầu thì nó bắn lâu nó cũng chết rồi chứ sao vậy. Nó là Sky đó kiếm cột được tự tin lắm, cứ xong như giữa thôi, nhưng mà tới khi gặp full combo đạn nổ thì thôi trời ơi, sắp sắp chế kẻ mất tích luôn. Công nhận Skyros chạy cũng lẹ thì kẻ mất rồi, nó thấy khi mà đạn nổ bắn nó hơn nửa cái máu là nó chạy ngay, không bao giờ dám đứng lại đâu. Thì đạn nổ là khắc của thằng Skyros xuyên giáp, mà cái con trâu này nó lại mang pallet 50% xuyên giáp nữa, trời ơi nó bắn Skyros tàn nhẫn. Trong khắc qua khắc lại vậy thôi, đạn nổ mà cảm giác càng dày quá thì càng nổ thua, có đánh được lớp giáp vàng mới đâu, cứ bắn được hết lớp vàng nó lại hồi lại đấy. Nhưng mà gặp cái con Arthur là a hồn chúng ta cứ lắp chạy qua chạy lại rỉa giáp của nó được mớ đam rồi, cũng được mấy trăm ngàn bạc. Ngon lành. Nói chung các bạn đầu tư vũ khí mạnh thì mấy bạn kiếm được nhiều bạc, tại vì đa sát thương nó cao á, cho nhiều bạc. Mà theo mình nghĩ thì robot là bậc cao có lợi hơn, thì bạn sẽ sống sót lâu hơn, đồng nghĩa với súng của bạn sẽ hoạt động nhiều hơn. Còn bạn nâng vũ khí nhiều mà robot bạn giấy quá thì mới ra đã chết rồi cũng trả lại gì được. Cho nên theo mình cái nâng robot trước đi, mình nâng lên mà cái hai nguyên xưởng đánh cho vui tí, nên mình nạp cũng được triệu mấy à, vui là chính mà. Một em chạy cái combo này level 6 mà cũng nạp cũng thấm dữ, nhưng mà là một người đủ tiền, con số tốn tiền lắm. Một hậu hậu nên là tập tám cũng mấy triệu thì liền luôn, bốn hậu nên là kệ ăn chơi sợ gì, nhưng chơi đúng không, mà tụi mình nên chơi không rồi đúng không. Địa bàn của mình ở Gò Vấp á, không có địa bàn mấy bạn ở đâu, có đây hội hội giao lưu võ thuật có thuộc giao lưu văn nghệ đi. Đó cũng lên mạng có mấy bạn hỗn quá xin địa chỉ của mình thì mình cũng cho địa chỉ thôi, mình ở trong hẻm thì mình cho ngoài đầu hẻm đó, nghe đâu cũng có một trận thư hùng ngoài đó. Nói chung tội lỗi lắm, nhưng mà biết sao giờ mấy anh hổ báo quá, mình sợ dám khai thiệt, mình cứ khai đầu hẻm thế lâu lâu lại
tôi chờ quyết chiến. Còn mấy anh nào hiểu được, có vừa tới kiếm chị nó mà anh phan thôi, cứ thế thôi. Mình là mình không biết gì hết nha. Nói chung chơi vậy cũng không quân tử cho lắm, nhưng mà thôi kệ, quân tử quá thì mình chứ thiệt ai bây giờ, thì để giang hồ họ xử. Cho nên mấy bạn đi xem địa chỉ nhé, tìm hiểu kỹ, đừng đánh, đừng đánh bừa nha, đánh bừa ở tù quan mạng. Nhiều khi nó ở giữa hẻ nó chơi cái nhà sở đích của nó là thôi thua luôn á, bính lên cái chuyện nào mới xong luôn. Ấy đi đêm, đi đêm khẩu đêm mạnh nha, mà khẩu này có nhược điểm, bị đêm nó nhược điểm là trong phạm vi dưới 150m rất khó bắn trúng, tại vì cái tốc độ bắn nó hơi nhiều, phải cần trật nhịp là hồng. Địa điểm này phải là 100mm để mới bắn chuẩn, từ 100mm tới 300mm nó mới chuẩn, rồi dưới 1km thì nó có bắn hụt không, dù bạn bắn giỏi tới đâu cũng hụt không, nên bạn biết chịu khoảng cách một chút. Nó không phải như cái thằng mà phóng lao là càng gần càng tốt, nó phóng bừa dính dính chật chật, tại vì nó không có nhịp, nó cũng không có đạn, số lượng đạn mà đạn nó vô tận. Cái gì cứ robot trâu cứ vô tập bừa chết, mình còn đi đêm này nó theo từng không có cái chuẩn. Những người mới chơi thì rất khó chơi đi đêm, có học không bắn và sau lưng địch trong nó mới bắn chúng, không thấy chúng địch trong cái là chắn sau lưng luôn. Tám tám hai hai hết video rồi. Nói chung là mỗi video mình sẽ lồng ghép một số kinh nghiệm các bạn, thì các bạn có thể nâng cao kỹ năng của mình phải giỏi gì thì mình chơi lâu thôi, mình chơi từ hồi nó mới ra là mình nhưng như cũng được mấy năm mới chơi lại đây thôi, nhưng mà kinh nghiệm mình vẫn còn. Thấy nó đúng không, gần quá đó không liền đang dí lại nó mà gần quá mình không dám bắt, thấy học nữa. Nó thằng phóng lao nó biết cái điều đó nên nó bị cái sát đá cào dữ dội chứ. Này cậu đi đâu mà đẹp chứ, làm to hạng nhiều, có cái là cận chiến quá khó đánh thôi. Đây là đương nhiên xong rồi đó, tự bạn lên đường rồi đó. Về trận này là trận lật kèo đó, tại vì đáng nghĩa nó thắng thì mình đó. Phút cuối bên mình lật kèo được. À còn cái vụ mà phóng tên lửa chùm này thì bạn phải né nha, bạn đứng mà ăn nguyên một vàng đao là mình chết đó. À cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé, hẹn các bạn làm cái lại. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Cho mình một sub, một like nha. Cảm ơn các bạn.